Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao nhân sự chủ chốt của Đại hội 14 do Tổng Trọng lựa chọn sẽ như nổi cám heo. Sinh lão bệnh tử là quy luật của mỗi đời người mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuổi cao sức yếu cũng là chuyện hết sức bình thường. Vào ngày 14 tháng 10, truyền thông nhà nước đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nói về cơ chế, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền trong mối quan hệ với nhân dân. Ông Trọng đã khẳng định rằng cơ chế của Việt Nam tôi cho là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ. Trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Hà Nội vừa qua, tại tiệc chiêu đãi quốc khách chiều ngày 12 tháng 12, có lẽ do việc làm nặng, nghỉ ngơi không đủ, tuổi cao sức yếu, nên Tổng Bí thư Trọng đã lỡ nghẹn ngào khi đọc diễn văn. Hình ảnh clip phát biểu của ông Trọng bị lược mất chữ "Tôi đã già rồi, rất muốn trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ". Tổng Bí thư Trọng đã thổ lộ với người đồng cấp Trung Quốc rằng đồng chí Tập Cận Bình còn trẻ hơn tôi nhiều, nhưng mà tôi thì cũng đã già rồi, rất muốn gửi gắm và trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Điều này là vấn đề thuộc nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà ông Tổng Bí thư lại mang ra nói giữa chối đông người là điều rất không nên. Nếu vẫn lấy lý do là tuổi cao sức yếu để biện minh thì nghe ra cũng tạm ổn. Sau khi ông Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm không đi không được, mạng xã hội của Trung Quốc đã nổi sóng bình luận về vấn đề này, tới mức Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phải lớn tiếng cảnh báo chớ có lộn xộn. Ông Đỗ Hữu Thanh mới đây đã viết trên trang Facebook cá nhân cho rằng cư dân mạng Trung Quốc lan truyền 4 sự cố mà Tập gặp phải trong chuyến thăm Việt Nam khiến Vương Nghị của trách. Trong đó đặc biệt là liên quan đến tình huống Tập chúc rượu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều khiến Tập khó xử là khi ông ta chạm ly xong thì ngay lập tức Tổng Bí thư Trọng đã quay sang phía khác, mà không hề có chút lưu luyến nào để đáp lễ. Kèm theo các clip mà cộng đồng mạng tại Trung Quốc chia sẻ rộng rãi là các hình ảnh cho thấy ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những biểu hiện quên của người già. Thậm chí ông Trọng còn không nhớ rằng ông mới là chủ nhân của bữa yến tiệc chiêu đãi quốc khách, người bạn lớn của ông. Hãy thử tưởng tượng giả sử mình ở vị trí của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Vì thông cảm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sức khỏe yếu kém, đã hạ cấp mang ly rượu đến tận nơi, tận ghế nơi ông Trọng ngồi để cùng cụng ly. Vậy mà ông Trọng ngồi trên ghế, đưa tay cầm ly rượu cũng ly với ông Tập trong điệu bộ không nói không rằng, rồi lập tức ngó lơ đi chỗ khác. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2023. Như vậy thì hỏi ai mà không tức cho được. Huống hồ là quốc khách, phản ứng của cư dân mạng Trung Quốc cũng là điều dễ hiểu. Ông Đỗ Hữu Thanh còn cho biết các vấn đề tiếp theo có lẽ là một phần khiến cho Trung Quốc đã tức lại càng thêm tức. Đó là khi chấp nhận tham gia cộng đồng chia sẻ tương lai, tức là cam kết chung vận mệnh với Trung Quốc, Việt Nam cương quyết thòng sự ràng buộc là phải trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, kiên trì tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi, cùng hợp, cùng thắng, tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, kiên trì giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình. Chưa hết, ở sự cố thứ tư, ông Đỗ Hữu Thanh còn cho biết thêm như sau. Mục tiêu ký văn bản kiện hợp tác về kim loại và đất hiếm cũng như hợp tác về chất bán dẫn đã bị loại khỏi danh sách văn bản được ký. Trung Quốc chấp nhận Mỹ sẽ giúp đỡ hoặc khai thác đất hiếm tại Việt Nam, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục Việt Nam vận chuyển sang Trung Quốc để tinh chế. Điều này cũng chưa nhận được sự hứa hẹn từ phía Việt Nam. Theo tác giả Đỗ Hữu Thanh tóm lại, chuyến đi Việt Nam của ông Tập Cận Bình bị giới quan sát và cư dân mạng tại Trung Quốc đánh giá là thất bại nghiêm trọng. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Theo giới quan sát, những sự cố về mặt sức khỏe tâm thần của Tổng Bí thư như vừa kể trên trong thời gian gần đây là vấn đề hết sức đáng báo động. Và điều đáng lo ngại hơn đó là dù đã tuyên bố sẽ nghỉ hưu sau nhiệm kỳ của Đại hội 13 kết thúc, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn hăng hái xung phong đảm nhận vai trò trưởng tiểu ban nhân sự của Đại hội 14. Công luận thấy rằng trước đây, trong vai trò trưởng tiểu ban nhân sự của các đại hội như lần thứ 12, lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, kết quả đã cho thấy nhân sự lãnh đạo được Tổng Bí thư Trọng lựa chọn nào là khoa học, nào là quy trình 5 bước, 7 bước vân vân, mà vẫn nát hơn tường. Bây giờ ông Trọng trong tình cảnh nói trước quyền sau, thì nhân sự lãnh đạo của Đảng Đại hội lần thứ 14 do ông chọn lựa được như nổi cám heo thì có lẽ cũng là hồng phúc của dân tộc.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao nhân sự chủ chốt tại Đại hội 14 do Tổng Trọng lựa chọn sẽ như nổi cám heo. Vì sao cuối đời Tổng Trọng khó thoát khỏi sự truy sát của đồng đảng? Sai một ly là đi một dặm là điều hết sức phải thận trọng đối với những người nổi tiếng, đặc biệt là với chính khách hay người đứng đầu một quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, đang ở trong tình huống sơ suất như vậy. Đó là câu chuyện liên quan đến một clip của hãng thông tấn AFP được kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do đăng tải. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghẹn ngào khi đọc diễn văn trong lễ chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội. Clip phát biểu của ông Trọng bị lược bất chữ "Tôi đã già rồi, rất muốn trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ". Âm thanh và hình ảnh trong clip cho người xem thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã nghẹn ngào trong một tâm trạng xúc động tới mức gần như bật khóc khi ông nói rằng đồng chí Tập Cận Bình còn trẻ hơn tôi nhiều, nhưng mà tôi thì cũng đã già rồi, rất muốn gửi gắm và trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Một điều đáng quan tâm đó là những thông tin và hình ảnh đó, theo EFA tiết lộ, đã không được truyền thông nhà nước Việt Nam cập nhật và đưa tin trong các bản tin liên quan đến chuyến thăm Việt Nam vừa qua của ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngay lập tức, clip vừa kể trên được loan truyền trên mạng xã hội với một tốc độ chóng mặt, kèm theo luận điệu của thế lực thù địch. Khi đặt nghi vấn, Tổng Trọng nghẹn ngào định khóc trước mặt Tập Cận Bình với ý đồ gì? Đã có hàng loạt các ý kiến bình luận xoay quanh câu chuyện kể trên. Có ý kiến cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cao tuổi, sức đã yếu, đã nửa nhiệm kỳ của Đại hội 13, vẫn chưa hoàn tất được kế hoạch nhân sự chủ chốt cho Đại hội 14. Tổng Trọng vì trách nhiệm cũng như vì sự lo lắng, tận tụy với công việc của Đảng và nhân dân giao phó nên bật khóc là chuyện bình thường. Có ý kiến vặn lại như học giả Trương Nhân Tuấn đã từng đặt vấn đề trước đó như sau: vấn đề chuyển giao quyền lực là chuyện nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người ta chỉ nói chuyện này trong đảng với nhau, giữa các đảng viên có thẩm quyền trong ban lãnh đạo của đảng. Tại sao ông Trọng lại bộc bạch trước một quốc khách là Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình như lời tâm sự giữa hai đồng chí anh em cực kỳ tin cậy? Dư luận thấy rằng câu hỏi vừa kể trên là câu hỏi khó, nhưng để có câu trả lời chính xác và thỏa đáng có lẽ còn khó hơn. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2023. Theo giới quan sát, trong lúc này Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang gặp những thách thức rất lớn, cả về vấn đề tham nhũng và về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam hết sức chỉ trệ, bi đát. Tại hội nghị Trung ương 8 khóa 13 trong phiên bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên chính thức thông báo ông sẽ nghỉ hết nhiệm kỳ Đại hội 13 với lý do tuổi đã quá cao, 82, và đã ngồi tới 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư liên tiếp tại các khóa 11, 12, 13. Chí Thạo Thiên khẳng định Tổng Trọng hoàn toàn hay không bao giờ muốn nghỉ. Lý do trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 10 năm qua, ông Trọng đã gây quá nhiều thù cũng như chuốc quá lắm ân oán. Hơn bao giờ hết trong lúc này, ông Trọng đã và đang nghĩ tới điều chắc chắn sẽ xảy ra và chờ đợi ông Tổng Bí thư trong thời gian tới. Đó là quy luật cá ăn kiến, rồi có ngày kiến ăn cá. Thậm chí thế lực kình địch trong đảng không ngần ngại cho rằng ông Trọng đã và đang cố gắng giữ quan hệ thật tốt với Bắc Kinh, ôm hy vọng rằng nếu nội bộ Đảng Cộng sản có sự thay đổi lớn thì Tổng Trọng phải tính đến bước đường cùng theo chân ông Hoàng Văn Hoan để mà sống những ngày cuối đời tại Bắc Kinh. Đó là lý do vì sao theo giới quan sát, Tổng Trọng muốn xây dựng một ekip trong Bộ Chính trị tối thiểu trên 2/3 hoặc đạt 100% của Đại hội 14 tới đây mà ông vẫn có thể khuynh loát và điều khiển được sau khi nghỉ hưu. Phải như thế Tổng Trọng mới ăn ngon ngủ yên trong những ngày cuối đời của mình. Trở lại câu hỏi vì sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị đứng đầu của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam lại xúc động đến mức sắp bật khóc trước mặt Chủ tịch Tập Cận Bình đang ở trong vai trò quốc khách của Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính, một đối thủ chính trị nguy hiểm của ông Trọng, có ý kiến cho rằng ông Trọng muốn ông Tập Cận Bình và lãnh đạo Bắc Kinh giúp lật ngược thế cờ để ông Trọng ở lại tiếp tục nắm chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ tư vào đầu năm 2026 tới đây. Nhưng có lẽ đây cũng chỉ là ước muốn của cá nhân ông mà thôi. Quan trọng là sau khi nghỉ hưu, chưa chắc ông Trọng đã được yên, thậm chí có thể chết còn không toàn thây. Cứ nhìn vào Tổng Bí thư Trọng đối xử với cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hay đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính thì thấy rất rõ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ sống chết ra sao vào những ngày cuối đời khi mà không còn quyền lực. Hy vọng Trung Quốc và Tập Cận Bình cứu mạng thì quả là suy nghĩ của một kẻ bán nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay với bản tin Vì sao cuối đời Tổng Trọng khó thoát sự truy sát
của đồng đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.